Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bài giảng số 3 về sinh học phân tử. Các bạn truy cập vào trang Facebook Khoa học và Công nghệ sinh học để cập nhật thêm các kiến thức mới về khoa học và công nghệ sinh học nhé. Bắt đầu từ bài này, tôi xin trình bày chi tiết về sự phiên mã từ DNA sang RNA xảy ra trong tế bào nhân sơ prokaryote. Bài 3. Cấu trúc phân tử của RNA polymerase. Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào cấu trúc của coenzyme và holoenzyme, chức năng của từng thành phần trong enzyme RNA polymerase. Đầu tiên, tôi xin trình bày một số nét đại cương về phiên mã ở prokaryote. Chúng ta lưu ý rằng phiên mã là tiến trình sinh tổng hợp ra toàn bộ các loại RNA có trong tế bào. Về định nghĩa, phiên mã là một phản ứng polymer hóa. RNA phụ thuộc vào DNA và được xúc tác bởi enzyme RNA polymerase. Phiên mã là phản ứng bất đối xứng. Chỉ có một mạch của DNA được phiên mã ra RNA. Trước khi đi tiếp, chúng ta điểm qua một vài quy ước về tên gọi của mỗi mạch của DNA. Theo đó, DNA có hai mạch, gồm mạch được phiên mã transcribe strand giống với RNA sản phẩm về trình tự bases, và mạch thứ hai gọi là mạch mẫu template strand được dùng làm mẫu để tổng hợp vào RNA. Mạch này bắt cặp bổ sung với RNA. Xin lỗi, với DNA. Sau đây là một số dữ liệu về phiên mã. Về chiều của phiên mã, RNA được kéo dài từ đầu 5 phẩy đến đầu 3 phẩy. Tốc độ phiên mã trung bình là 1 kilobase một phút. Phiên mã gồm có 3 giai đoạn: mở đầu initiation, kéo dài elongation và kết thúc termination. Ngoài ra, chúng ta cần nắm một số khái niệm sơ lược về vùng khởi đầu, hay còn gọi là promoter. Promoter là vùng quyết định vị trí khởi đầu của phản ứng phiên mã. Nó cũng chính là vị trí bám của RNA polymerase. Về chiều dài, promoter dài khoảng 0.1 cho đến 1 kilobase. Chúng ta có một quy ước về cách đánh dấu vị trí trên chuỗi DNA. Vị trí tại đó, giai đoạn mở đầu, tức là initiation, của phiên mã xảy ra được gọi là cộng 1. Đây thường là một purine, ví dụ là A hoặc là G. Bên trái của cộng 1 sẽ là trừ 1, trừ 2 và vân vân. Và bên phải của cộng 1 sẽ là cộng 2, cộng 3, vân vân. Trong hình, các bạn có thể nhìn thấy vị trí cộng 1 là vị trí mà phiên mã bắt đầu. Và bên tay trái, chúng ta có trừ 10 và trừ 35. Về cấu trúc của vùng khởi đầu, chúng ta có hai khái niệm, đó là promoter lõi hay còn gọi là core promoter. Nó gồm có hai hộp. Hộp thứ nhất người ta gọi là trừ 10 box hay còn gọi là Brignole box, hay còn có một cái tên gọi khác là Tater box, và hộp thứ hai đó là trừ 35 box. Lý do trừ 10 box được gọi là Tater box là vì trình tự amino acid ở hộp này đa phần là chuỗi TA, TA, AT. Nếu chúng ta thống kê tất cả các trừ 10 box của các gen ở vi khuẩn, do đó nó còn được gọi là chuỗi thống kê consensus sequence. Phần thứ hai đó là yếu tố UP hay còn gọi là up element. Nó nằm từ vị trí trừ 40 cho tới trừ 60. Hai cấu trúc này hợp thành promoter mở rộng, còn gọi là extended promoter. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần trọng tâm, đó là tìm hiểu về cấu trúc phân tử của RNA polymerase ở vi khuẩn. RNA polymerase được cô lập và tinh khiết lần đầu tiên năm 1969 trên vi khuẩn E. coli. Nó là một enzyme gồm nhiều tiểu đơn vị, bao gồm alpha kích
kích cỡ 40 kilodaltons, beta 150 kilodaltons, beta prime 160 kilodaltons, yếu tố sigma 70 kilodaltons đối với trường hợp yếu tố sigma 70 và omega 10 kilodaltons. Các bạn cần phân biệt hai khái niệm. Thứ nhất là enzyme lõi, hay còn gọi là core enzyme, là phần cốt lõi tạo nên RNA polymerase. Về cấu tạo, chúng ta có thể tóm tắt trong công thức sau. Core enzyme gồm có hai chuỗi alpha, một chuỗi beta và một chuỗi beta prime. Khái niệm thứ hai là enzyme hoàn chỉnh, hay còn gọi là holoenzyme, bao gồm enzyme lõi và yếu tố sigma. Lúc này, enzyme thực sự ở trạng thái hoạt động tối ưu. Có thể tóm tắt công thức của holoenzyme là gồm có hai chuỗi alpha, một chuỗi beta, một chuỗi beta prime, một sigma 70 và một omega. Lưu ý, các nhà khoa học tin là omega không thiết yếu cho hoạt động của RNA polymerase ở protein. Điểm khác nhau giữa hai loại enzyme này như sau. Thứ nhất, holoenzyme có thể phiên mã chuỗi DNA nguyên vẹn một cách tích cực, nhưng coenzyme chỉ hoạt động tích cực khi DNA bị đứt mạch, bị đứt một mạch. Điểm thứ hai, holoenzyme phiên mã chỉ một mạch của DNA với độ đặc hiệu cao, còn coenzyme có thể phiên mã cả hai mạch DNA ở bất cứ vị trí nào. Trong hình là kết quả thí nghiệm về khả năng bám của mỗi loại enzyme lên DNA. Theo đó, holoenzyme bám rất chặt, còn coenzyme lỏng dần theo thời gian. Sự khác nhau này được quyết định bởi yếu tố sigma. Khi không có sigma, coenzyme bám vào DNA ở bất kỳ vị trí nào, và khi có sigma, holoenzyme bám chặt vào promoter của một gene cụ thể. Các bạn nhớ về công thức cấu tạo của coenzyme và holoenzyme. Trong đó, coenzyme không có yếu tố sigma, còn holoenzyme có yếu tố sigma. Tiếp theo, yếu tố sigma còn được gọi là yếu tố đặc hiệu, specificity factor. Vì sao sigma có khả năng này? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở phần sau của bài học. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sâu vào cấu trúc phân tử của coenzyme. Phương pháp tối ưu để thu được cấu trúc ba chiều của coenzyme RNA polymerase là sử dụng tinh thể ký TX, thuật ngữ là X-ray crystallography. Việc này đòi hỏi phải chuẩn bị được một tinh thể ba chiều của enzyme đó. Cho tới nay, chưa có nhóm nghiên cứu nào thành công trong việc tạo ra tinh thể ba chiều của RNA polymerase ở E. coli. Vào năm 1999, Seth Dost và các cộng sự đã tạo được tinh thể coenzyme ở loài vi khuẩn Thermus aquaticus với độ phân giải 3.3 angstrom. Các bạn lưu ý rằng kích cỡ của một phân tử nước vào khoảng 1.5 angstrom. Cấu trúc này khá tương đồng với cấu trúc coenzyme của E. coli khi quan sát tinh thể hai chiều của nó dưới kính hiển vi electron. Trong hình là cấu trúc tinh thể của coenzyme RNA polymerase vi khuẩn T. aquaticus. Các bạn chú ý, trong hình màu xanh nhạt là chuỗi beta, màu hồng nhạt là chuỗi beta prime, màu vàng là chuỗi alpha 1, màu xanh lá cây nhạt là chuỗi alpha 2, màu trắng là chuỗi omega, chấm hồng là tượng trưng cho ion magnesium, còn ion zinc các bạn tạm thời bỏ qua. Hình bên là ba góc nhìn của cùng một coenzyme khi xoay 90 độ. Hình dạng chung của coenzyme, cái mà các bạn vừa nhìn trong slide phía trước, trông giống một cái càng cua và tạo thành một đường hầm cho DNA chui vào. Theo đó, nửa trên của càng chủ yếu là beta, nửa dưới của càng chủ yếu là beta prime. Alpha 1 liên hệ với beta, còn alpha 2 liên hệ với beta prime. Omega nằm ở dưới đáy và bọc xung quanh đầu C-terminus của beta prime. Các bạn lưu ý rằng,
Cô ấy rằng có một trung tâm xúc tác, Catalytic Channel. Đó là một trung tâm gồm có một ion magnesium liên hiệp với nhóm bên của 3 amino aspartate. Trong công trình này, độ phân giải 3.3 angstrom chỉ cho ra kết quả là một ion magnesium. Tuy nhiên, các công trình theo sau của các nhà khoa học cho thấy trung tâm xúc tác của coenzyme có tới 2 ion magnesium. Tiếp theo là vị trí bám của kháng sinh rifampicin binding site. Nó nằm ở phần beta, là phần tạo nên nóc của đường hầm. Trong hình này là trung tâm xúc tác và vị trí bám của kháng sinh rifampicin. Các bạn lưu ý, trung tâm xúc tác gồm một ion magnesium màu xám, là một chấm tròn màu xám ở gần chính giữa trung tâm của mỗi hình. Vây quanh nó là những nối màu đỏ, đó là những trụ bên của 3 amino acid aspartate. Còn các chấm màu tím ở trên là các amino acid nằm trong vị trí bám của kháng sinh rifampicin. Các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng vị trí bám của kháng sinh rifampicin là phần nóc của đường hầm. Do đó, khi kháng sinh rifampicin bám vào, nó sẽ làm cho đường hầm bị hẹp lại và phản ứng phiên mã sẽ bị ức chế. Các bạn lưu ý, màu xanh trong hình là chữ beta và màu hồng là chữ beta prime. Tiếp theo, chúng ta đi sâu vào từng thành phần của enzyme. Đầu tiên là cấu trúc của sigma. Có nhiều loại sigma và loại quan trọng nhất được gọi là sigma A, ví dụ như sigma 70 của E. coli hoặc sigma 43 của vi khuẩn B. subtilis. Cả hai đều được gọi là sigma A. Hellman và Chamberlain năm 1988 đã so sánh trình tự amino acid của các gene sigma khác nhau và tìm ra rằng chuỗi polypeptide sigma có 4 vùng khác nhau. Vùng số 1 gồm có 2 phân vùng nhỏ và vùng 1 chỉ có ở sigma A. Chức năng của nó là chống lại sự bám của sigma lên DNA. Vùng 2 gồm có 4 phân vùng và tất cả các loại sigma đều có vùng 2. Phân vùng 2.4 giúp nhận dạng trừ 10 box của promoter, chuỗi amino acid của nó tạo thành xoắn alpha. Vùng 3 chỉ có một phân vùng và liên quan đến sự bám của core và DNA. Vùng 4 cũng có 4 phân vùng, trong đó phân vùng 4.2 chứa một miền giúp bám vào DNA. Miền đó gọi là DNA binding domain, chuỗi amino acid tạo thành xoắn ngoặc xoắn. Phân vùng 4.2 bấm vào trừ 35 box của promoter. Trong hình này minh họa cấu trúc của chuỗi sigma. Các bạn dễ dàng nhận thấy vùng 1, 2, 3 và 4 với 4 màu khác nhau. Lưu ý vùng 2.4 nhận dạng hộp trừ 10 và vùng 4.2 nhận dạng hộp trừ 35 của promoter. Vì vùng 1 chống sigma bám vào DNA, nên khi sigma ở trạng thái tự do, nó không bám lại được DNA. Chúng ta hiểu điều này như thế nào? Trong thực tế, vùng 1 đã che vùng 2.4 và 4.2, nên hai vùng này không thể tiếp xúc với DNA. Đó là lý do tại sao vùng 1 chống sigma bám vào DNA. Sigma chỉ bám lên DNA khi nó nằm trong phức hợp RNA polymerase. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi sigma bám vào core enzyme, thì sự bám này làm thay đổi hình dạng của vùng 1, nên vùng 2.4 và 4.2 bị lộ ra ngoài. Lưu ý rằng sigma có hai vùng giúp nhận dạng promoter của gene, đó là 2.4 và 4.2. Do đó, sigma giúp holoenzyme bám đặc biệt. Về chức năng của sigma, các bạn lưu ý 3 điểm. Thứ nhất là tính đặc hiệu, specificity, RNA polymerase, K
cần có Sigma để có thể bám đặc hiệu vào vùng khởi đầu, tức là vùng promoter. Nhờ đó, RNA polymerase có thể phiên mã một gene tại một vị trí cụ thể nào đó. Thứ hai là tính ái lực, affinity. RNA polymerase cần có Sigma để bám chặt vào DNA. Sự bám của Sigma lên DNA chính là bước giới hạn tốc độ của phản ứng phiên mã, còn gọi là rate limiting step. Cuối cùng là tính linh hoạt, flexibility. Sigma 70 là yếu tố Sigma chính trong phiên mã chung của vi khuẩn. Ngoài ra, còn có nhiều loại Sigma khác được sử dụng trong các điều kiện khác nhau. Tiếp theo là chức năng của beta và beta prime. Beta nằm gần vị trí hoạt động active site của RNA polymerase. Các bạn nhớ đến cái hình về cấu trúc của coenzyme, trong đó beta chính là cái phần trên của càng và vị trí hoạt động nằm trong cái đường hầm của RNA polymerase. Do đó, beta góp phần xúc tác phản ứng tạo thành liên kết phosphodiester trong giai đoạn kéo dài, tức là elongation của phiên mã. Thứ hai, beta và beta prime có vai trò trong việc giúp RNA polymerase bám vào DNA. Các bạn lưu ý, chuỗi amino acid tính từ methionine 30 tới methionine 102 gần đầu N-terminus của beta liên kết chéo với DNA ở vị trí -3 và cộng 1. Điều thứ hai, chuỗi amino acid tính từ methionine 1230 tới methionine 1273 gần đầu C-terminus của beta prime liên kết chéo với DNA ở vị trí cộng 6. Cả beta cũng có liên kết với DNA ở vị trí cộng 6 này. Cuối cùng là chức năng của alpha. Alpha có một đầu C-terminus là amino acid từ vị trí 249 tới vị trí 329 và một đầu N-terminus amino acid từ vị trí số 8 cho đến vị trí số 241. Hai đầu này nối với nhau bằng một đoạn nối linker dài tầm 13 amino acid. Cụ thể, dài từ amino acid số 239 cho đến số 251. Đầu C-terminus có khả năng nhận dạng yếu tố UP của promoter, nhờ đó hỗ trợ sự tạo thành phức hợp mở holoenzyme promoter. Trong hình này cho thấy cấu trúc 3 chiều của holoenzyme đang gắn vào DNA. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó trong video sau. Trong bài này, một số câu hỏi đã được trả lời nhờ cấu trúc phân tử của RNA polymerase. Chúng ta cùng nhắc lại những câu hỏi này. Thứ nhất, tại sao holoenzyme bám đặc hiệu còn coenzyme bám ngẫu nhiên lên DNA? Thứ hai, tại sao sigma tự do không bám vào DNA còn sigma cộng coenzyme thì bám được? Thứ ba, tại sao sigma bám RNA giúp RNA polymerase bám đặc hiệu vào promoter của DNA? Và thứ tư, tại sao kháng sinh rifampicin có khả năng ức chế sự phiên mã ở vi khuẩn? Đến đây, tôi hy vọng rằng các bạn đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này. Trong slide này, tôi xin tóm tắt lại một số thuật ngữ được sử dụng trong video số 3. Như vậy, chúng ta đã nắm được khá chi tiết cấu trúc phân tử của enzyme RNA polymerase. Trong video số 4, chúng ta sẽ đi sâu vào những khía cạnh cùng bỏ ngỏ và sẽ cùng tìm hiểu về các giai đoạn của quá trình phiên mã. Mọi thắc mắc về nội dung của video, các bạn có thể liên hệ admin trang Facebook Khoa học và Công nghệ sinh học để được giải đáp tận tình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ bấm subscribe để đón xem những video kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.